Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đây là một ca bệnh mới của mình. Con chó nó bị cắn lộn ha. Từ lúc chủ người ta phát hiện muộn quá, dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm rất là nặng và mình phải may một đường may khá là dài từ bụng lên gần tới lưng. Rất may là ca mổ đã thành công tốt đẹp và chú chó giờ đang nằm rất là thoải mái, tuy rằng chưa ăn gì nhưng đã uống 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 nước ha, lót vải để cho nó nằm cho nó rất là thoải mái đây. Rồi,